Đây chính là chiếc máy bóc vỏ trứng vừa được chế tạo thành công đang gây xôn xao dư luận. Anh Trương Công Hoàng, chủ nhân chiếc máy cho biết đã mất gần một tháng để nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện nó. Máy gồm hai bộ phận chính, bộ phận thứ nhất đựng trứng luộc và đập vỏ trứng. Bộ phận thứ hai và quan trọng nhất chính là trục xoắn để bóc vỏ. Máy dùng hai động cơ điện 2000 W để vận hành. Máy cũng được tích hợp hệ thống nước để làm giảm ma sát và làm sạch trứng. Đặc điểm chính của chiếc máy này là bóc nhanh, thay thế được sức lao động của con người. Mỗi giờ máy có thể tự bóc được khoảng 3000 quả trứng. Trương Công Hoàng cho biết máy này có thể áp dụng cho các nhà hàng và các cơ sở sản xuất trứng, họ bóc ra và giao lại cho các cửa hàng nhỏ. Mình đi khắp cái Sài Gòn này và mình thấy một số cái cơ sở ấy, họ bóc trứng nhưng mà họ thường là họ bóc bằng thủ công, thuê nhân công về họ bóc. Thì từ đó mình mới nảy sinh ý tưởng là mình nên thiết kế một cái máy bóc trứng để phục vụ. Ứng dụng của máy này thì thường thì người ta lột các cái cơ sở ấy, họ mua về họ lột vỏ trứng ra, họ đi giao lại. Cho các cái cửa hàng nhỏ hoặc là những cơ sở nhỏ hơn nữa. Rồi trong các cái khu công nghiệp thì bóc ra để mà họ làm thực phẩm cho phục vụ cho công nhân. Mình tự tin là mong rằng là cái máy này sẽ được mọi người chấp nhận và phổ biến hơn nữa. Ngoài chiếc máy bóc vỏ trứng, anh Hoàng còn chế tạo thành công nhiều loại máy khác như máy ép dừa, máy bóc sầu riêng. Trong thời gian tới, anh Hoàng có dự tính tăng công suất hoạt động của máy lên khoảng 5.000 đến 6.000 trái một giờ. Ngoài ra, anh sẽ cho ra đời loạt máy bóc trứng cút.